Thôi, khỏi dài dòng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nha anh em. Chất vấn thứ nhất, tư duy chơi bóng tầm trung. Để vạch lá tìm sâu trong cái mớ bong bong này thì không cần thiết. Nhưng tôi sẽ lấy ví dụ sau đây để chúng ta có thể hiểu phần nào về chất vấn tư duy chơi bóng tầm trung tại Manchester United. Phút 66 trong trận đấu muộn nhất vòng 7 giữa Brighton và Tottenham Hotspur, trung vệ Lewis đang bất ngờ có cơ hội chuyển trạng thái từ thủ sang công sau khi đối phương mất quyền kiểm soát. Sau đó thì quả đúng là anh đã đẩy thẳng quả bóng xuống cánh phải thay vì phá lên phía trước. Ở đây thì chúng ta đang nói đến độ nhạy bén tình huống, chứ không phải là kỹ năng chuyền bóng của cầu thủ này. Phút thứ 6 trong trận Aston Villa gặp Manchester United, trung vệ Harry Maguire bất ngờ có cơ hội để chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công sau khi đối phương để mất quyền kiểm soát bóng. Các vị khách sẽ tạo ra một pha phản công trực diện nếu quả bóng được chuyền tới vị trí của Marcus Rashford, nhưng cuối cùng thì đó lại là một tình huống phá lên rất vô nghĩa. Trong buổi phỏng vấn sau trận hòa trước Crystal Palace vào tháng trước, thì huấn luyện viên Erik ten Hag đã nhắc đi nhắc lại rằng ông muốn đội bóng của mình tận dụng được các khoảnh khắc như vậy để có thể chuyển đổi trạng thái. Và đáng lẽ ra, một đội giỏi chạy như là Manchester United phải rất xuất sắc trong việc chớp thời cơ, chứ không phải là trả bóng về cho đối phương. Nếu theo dõi các đội hàng đầu thi đấu, gần như là họ không lãng phí quả bóng, nghĩa là chuyền phải có ý nghĩa, không tùy tiện phá lên phía trước nếu tình hình chưa cấp thiết. Do vậy, khi bạn không cố gắng kiến tạo tình huống, đó có lẽ là tư duy chơi bóng tầm trung hoặc thậm chí là dành cho những đội bóng nhỏ chỉ chăm chăm vào khâu phòng ngự. Không biết là ban huấn luyện Manchester United đã làm gì, nhưng chắc chắn họ phải nên chỉ mặt gọi tên người không thực hiện đúng kỷ luật chuyên môn nếu phát hiện những thiếu sót này trên sân. Đã là kế hoạch chơi, bạn phải tuân thủ hoặc là bị loại khỏi đội. Đằng này thì điều đó lặp đi lặp lại như cơm bữa, vậy thì lỗi nằm ở cả cầu thủ lẫn những người ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Đừng coi thường các tình huống tưởng chừng như đơn giản, vì có thể là nó sẽ mang lại bàn thắng. Và nếu theo dõi bóng đá đủ lâu và đủ hết sự ngu trong đầu, chúng ta đều biết rằng bàn thắng có thể đến trong bất cứ tình huống nào. Từ đơn giản cho tới phức tạp, từ nhanh cho tới chậm, từ cố định cho tới bóng mở. Vì thế, chung quy lại, Erik ten Hag và các cộng sự phải tự nhìn lại vấn đề này. Chất vấn thứ hai, vì sao không giới thiệu Harry Amas? Trong giai đoạn tiền mùa giải, hậu vệ trẻ Harry Amas gây tiếng vang trong lòng người hâm mộ về một hậu vệ cánh có tố chất ở rất gần đội thứ nhất. Tuy nhiên thì đã hơn 2 tháng trôi qua, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chưa để cho cậu học trò này thi đấu. Bất chấp Manchester United luôn phải sử dụng Diogo Dalot ở vị trí này kể từ đầu mùa. Cách đây 1 tháng thì nhà cầm quân người Hà Lan đã từng khẳng định Harry Amas cần ít nhất là vài tháng để có thể chơi cùng với các đàn anh. Đây là quãng thời gian quý báu giúp cho một sao mai rèn luyện thể lực, bồi đắp tâm lý và nâng cao kỹ thuật. Nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Chính vì thế, người hâm mộ Quỷ Đỏ giờ đây đang chất vấn ban huấn luyện lý do vì sao không trọng dụng Harry Amas trong bối cảnh Diogo Dalot quá đuối và thường xuyên mắc sai lầm trong các trận gần nhất gặp Tottenham Hotspur, FC Porto và Aston Villa. Tuy nhiên, một nguồn tin gần với Carrington cho hay huấn luyện viên Erik ten Hag có lý do chính đáng cho việc này. Cụ thể, Harry Amas được đội ngũ thể chất đánh giá là chưa đủ sức để chơi tại Premier League, và đây là một nguồn tin uy tín. Bất cứ cầu thủ nào muốn góp mặt tại giải đấu cấp cao nhất xứ sương mù thì đều sẽ phải trải qua những bài test thể lực khắc nghiệt và họ sẽ bị loại nếu không vượt qua được rào cản này. Lấy ví dụ như là Kobbie Mainoo, cầu thủ này chơi từ mùa trước ở tuổi 18 và thậm chí là còn đá chính liên tục. Điều đó lý giải rằng ban huấn luyện Quỷ Đỏ biết đánh giá tình hình và không có lý do để họ kìm kẹp ai đó đủ sức thi đấu. Manchester United hiện đang gặp khó khăn bên cánh trái với Luke Shaw và Malaysia chấn thương. Nhưng việc họ chưa dùng Harry Amas nhìn chung có thể hiểu được. Chất vấn thứ ba, Manchester United gặp vấn đề chiến thuật hay là điều gì? Trong thế giới bóng đá ngày nay, chiến thuật không còn quá mới mẻ và hầu như cũng không còn gì mới để khai phá. Sự bão hòa đó thể hiện ở rất nhiều đội bóng, rất nhiều cấp độ và rất nhiều môi trường khác nhau. Chính vì thế không thể nói là Erik ten Hag thiếu chiến thuật trên sa bàn, và nhiều trợ lý của ông cũng chia sẻ về nó trong các buổi phỏng vấn.
Tờ The Athletic có một bài viết về mô hình trận đấu của Manchester United và họ ngầm nói rằng các cầu thủ rất dễ mắc sai lầm trên sân và điều đó khiến cho yếu tố chiến thuật vỡ vụn một cách dễ dàng. Theo thống kê từ WhoScore, mùa này thì các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag đã có 155 lần mất bóng, không phải là con số tệ nhất nhưng nó vẫn rất tệ. Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng này, chỉ số của 20 đội không quá khác biệt nhau. Song, chúng ta không so sánh họ mà chỉ tập trung vào Manchester United, rằng hầu hết các tình huống mất bóng đều diễn ra ở các vị trí trọng yếu như là giữa sân hoặc là bên phần sân nhà, dẫn đến việc dính phản công sớm và từ đó bị mất thế trận vào tay của đối phương rất dễ dàng. Đặt giả sử là Man City cũng có tới 150 lần mất bóng, nhưng các điểm xảy ra thống kê này không có nhiều tiềm năng tạo ra nguy hiểm cho họ. Ngược lại, Manchester United thường xuyên mất kiểm soát ở những nơi mà quả bóng đã đến cầu môn của họ chỉ vài giây sau đó. Đây mới là sự khác biệt mà những thống kê không thể nói cho chúng ta biết. Từ đây thì phải thừa nhận rằng chiến thuật của ban huấn luyện bị ảnh hưởng bởi những pha mất bóng vô duyên trên sân. Không nên đánh giá thấp một tình huống kiểu như thế này vì nó góp phần làm mất sức của toàn đội hình và sẽ đuối theo thời gian. Đây có thể là lý do vì sao Manchester United thường thua thiệt về thể chất và các cầu thủ hết pin chỉ sau một thời gian ngắn của mùa giải. Tất nhiên là không thể phủ nhận, ban huấn luyện cần đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng chiến thuật là tĩnh, thi đấu là động, bản thân các cầu thủ nên tự ý thức được rằng họ không thể mãi mất những quả bóng đơn giản hoặc là đỡ bước một văng ra cả chục mét. Nếu thế thì chiến thuật thần tiên cũng không thể phát huy tác dụng. Chất vấn thứ tư, Amad Diallo bị bỏ rơi. Trong vài vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, huấn luyện viên Erik ten Hag liên tục sử dụng Amad Diallo bên hành lang cánh phải. Nhưng dạo gần đây thì ông lại chọn Alejandro Garnacho, bất chấp tuyển thủ Argentina bị đau đầu gối và không thể lên tuyển ở đợt tập trung lần này. Do đó, người hâm mộ Quỷ Đỏ chất vấn rằng có lẽ là tiền đạo người bờ biển Nga đang bị bỏ rơi. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy lý do cho việc này. Đó là ở trận hòa trước Aston Villa, huấn luyện viên Erik ten Hag chọn hai người bên cánh phải là Garnacho đá chính. Sau đó thì Anthony vào sân từ băng ghế dự bị. Trong bối cảnh Anthony mùa này không còn là lựa chọn tối ưu, nếu không muốn nói là anh xếp cuối cùng trong danh sách được ưu tiên. Ở góc độ chiến thuật thì Manchester United muốn chơi phòng ngự chắc chắn và phản công thật nhanh. Thế nên ý tưởng này không phù hợp với các cầu thủ chạy cánh có tốc độ vừa phải như là Amad Diallo. Về mặt trình độ, Anthony có lẽ là kém nhất, nhưng anh vẫn được chọn. Có lẽ vì khả năng chạy nước rút của anh tốt hơn tuyển thủ bờ biển Nga. Chất vấn thứ 5, Erik ten Hag có mâu thuẫn với Lisandro Martinez. Việc không sử dụng trung vệ có trình độ cao nhất đội trong một trận đấu then chốt đã khiến cho người ta chê bai Erik ten Hag. Nhưng sau cùng thì Johnny Evans đã chứng minh là ông thầy người Hà Lan không sai, ít nhất là việc chọn anh ra sân và giành chiến thắng ở hầu hết các tình huống tranh chấp tay đôi trên sân. Đôi khi chúng ta nên đơn giản hóa vấn đề rằng không phải cứ ly cha mới là chơi bóng, rằng nếu ai đó xuống phong độ thì họ nên ngồi ngoài để bình tĩnh lại. Không phải dự bị một cái là cả làng nhao nhao vào nói rằng thầy cho mâu thuẫn. Chúng ta thực sự chỉ là khán giả, góc nhìn chiến thuật còn hạn hẹp và không nên đánh giá một cách phiến diện. Nói tóm lại thì đừng có phức tạp hóa các vấn đề nhỏ, hãy cứ để yên cho họ làm việc của mình. Đúng thì ca ngợi, sai thì chê trách, nhưng bất cứ ai khoác lên mình màu áo đỏ đó, họ được quyền nhận về sự tôn trọng. 36 tuổi hay là bao nhiêu thì vẫn là thành viên của Quỷ Đỏ thành Manchester. Johnny Evans đã chứng minh Erik ten Hag chưa sai, vì thế chúng ta không nên chỉ trích quá nhiều câu chuyện này. Kết luận ở phần cuối chương trình, đó là 5 chất vấn kể trên có thể chưa làm hài lòng toàn thể quý khán thính giả yêu mến Manchester United. Nhưng tôi tin rằng nó đã giải đáp phần nào những thắc mắc lớn nhất của chúng ta trong nhiều tuần trở lại đây. Nếu còn điều gì chưa ưng bụng, hãy cứ để lại dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.